Là sau cái vụ quằn quại trả bài bữa nay là coi như người ta vắng nè, sau bữa nay bắt đầu mới chốt được hàng là coi như bao nhiêu người vắng nè. Khi chờ đợi đó, em bắt hỏi gì không? Cái này mình có đặt câu hỏi không vậy? Ờ đúng không? Ủa, thì đặt câu hỏi đi. Đặt câu hỏi xong nó hay. Hỏi riết là thiền xảo luôn á. Tại vì đi tiết nào cũng bắt hỏi chứ á. Mà sao hãy kêu có câu hỏi gì không, cũng không ai hỏi. Không biết bên kia mọi người có thiệt sự là hỏi không nhé. Dành Dành nữa, sao hỏi đi dành á. nữa. Đoạn năm từ bỏ năm. Năm tới. Đoạn năm năm hạ phần kiết sử và thượng phần kiết sử đó con. Đấy, cái này là có dạy rồi nè, này có dạy rồi trong Samyutta Nikaya, dược bộc lưu. Không nhớ năm cái gì, hình như là ngũ quyền ngũ lực á. Liền nhớ cái đó có dạy gọi xem biết ta. Ủa, không có trình đâu.
Vậy nhớ đặt câu hỏi nghe. Tại vì mới mới coi lại cái của bác hỏi. Tại vì các trường tự chủ tài chánh á, nên thành ra các trường người ta phải đi PR marketing. Cái trường không PR marketing rồi quỷ vô học rồi đấu thì sao, nên thành ra trường ta phải đi làm vậy thôi. Điều đó là điều mà dễ hiểu mà. Thì chuyện của nó, chuyện ai làm thì nó chịu chứ, đúng không? Mình đừng liên can được. Đã có một số cái giáo trình bổ trợ hồi trước nào mình lắp kia nó bị mất rồi, cái lắp kia nó bị xì cầu que. Gì đặt câu hỏi nhanh nghe, đang mình bắt đầu. Thì mình nói sự thật thôi. Nhiều khi nói người ta nghe tao quánh con chết chứ không biết. Không tự chấm. Hại thì ai biểu họ họ học cái kiểu đó anh chị, rồi họ hại họ đúng không, đâu ai bắt hại họ ngoài họ đâu. Không phải con, tại với người lạ đó làm gặp có một lần hai lần à, người ta chịu đựng nhau được. Thiệt ra trong cái người thân đó mình đối xử với nhau đó, nhiều lần tốt hơn vậy mà, nhưng tại mình đâu để ý đâu, đúng không, hiểu không? Thì rõ ràng là người thân mình đối xử là tốt nhiều hơn rất nhiều chứ đâu phải là không có đâu. Tại vì mình chỉ nhìn được có một vài
vài lần thôi, không không được. Đó, đó. Ê, quý vị ơi, nhớ đặt câu hỏi á nghe. Đặt câu hỏi xong cho hay á nghe. Ủa, bạn này cái cưng vậy hả? Bạn này yên vuông như thoáng mát vậy hả? Trời ơi, bạn nhắc tôi luôn á, bạn nhắc tôi đặt câu hỏi á. Đánh không? Nói chứ mình học đã hát cả hai luôn đi. Cho nó nhiều lên. Thì ai biết ta à? Con hỏi anh ta. Hỏi nào người nào vậy á? Gì đặt xong câu hỏi rồi cái cho hay nghe, nữa mình học nghe. Thôi mình hỏi bài rồi nha. Tại vì người ta không thích ha. Hãy học bài cho biết coi. Mẫu đề là gì vậy? Mẫu đề là gì vậy? Ai biết không? Mẫu đề là gì vậy? Một câu trả lời. Mẫu đề là các pháp chỉ theo nhiều tiêu chí, các pháp thì theo nhiều tiêu chí, mẫu đề trong đế thành nhiều nhóm. Kỳ học bài không? Rồi, mất tiêu rồi, im lặng. Im lặng khi chỉ trốn thôi. Cái bạn khác có học bài không? Đó, ví dụ như tôi hỏi gì đó. Thì hỏi cái đâu có gì đâu xa lạ đúng không? À, chung bài đàng hoàng. Không có một chút nào gọi là đánh đố mở rộng gì luôn mà học bài còn thiếu nữa là coi như là ngủm củ tỏi nha. Rồi vậy thiếu cái gì? Không, đây có cái chỗ của tót đó là đúng thôi, thì có cái tót là có nhớ đúng à, pháp đó phải là pháp chân đế. Phải pháp chân đế tô lên cái chữ chân đế liền. À, mình nói các pháp không là chết liền. Không, pháp đó phải là pháp chân đế mới được. Được không kỳ? Kỳ nó trốn mà.
Không thuộc bài là không có làm ăn tích sự gì được đâu nghe. Phải trước cho biết nha. Nay là tại vì mới kiến thức ít thôi, cho nên mình chưa mắc hỏi các bạn đâu. Ở hôm sau học nhiều khái niệm rồi mình hỏi một lượt. Ra ban đầu các bạn phải phân biệt được ha. Ai biết, tại vì người ta kêu mà không thấy lên tiếng thì người ta cho ra là trốn chứ sao. Hôm trước mình học rồi, vậy thì duyên chính là điều kiện hỗ trợ. Duyên chính là các dạng trợ giúp, các dạng điều kiện. Mình cũng học 4 phần duyên và 4 phần pháp rồi. 4 phần pháp là gì vậy Béo? Cái gì? Là cái quần gì? Thuận Tán này, tán này, tán nè, ta hỏi 4 phần pháp cái thượng duyên. Trời ơi. thuận Trời ơi, chết thuận cái gì rồi. thuận pháp á Ta hỏi 4 phần pháp cái à trả lời thượng duyên. lòng thuận pháp Trời ơi, chết không? chết Tán một cái là văng con ruồi ra ngoài bây giờ. thuận nghịch pháp thuận pháp Ôi giời, hư, hư, hư nè, hư nè. Ta hỏi 4 phần duyên thì mình mới trả lời là nghịch duyên thuận nghịch duyên nghịch thuận duyên thấy đúng không, hỏi cái là chết, hỏi là rồi chết. đó Nhưng mà mình chưa có rõ ràng 4 phần pháp, 4 phần duyên là cái gì đâu. Mình mới biết cơ bản thôi, ta hỏi vô 4 phần pháp là gì, mình nói go 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 được. 4 phần duyên thì go go được, nhưng hỏi gì, cái gì là cái thuận duyên vậy? Thì mình chưa vô chân đế được. Mình chỉ nói bên rìa rìa bên ngoài thôi. Ở gì mà thuận lợi đó thì thuận duyên, thuận pháp, nhưng mà không phải vậy đâu, từ từ ha. Vô bản chất ở trong ruột nữa đó. Đúng rồi. Thuận tùng đối nghịch thuận tùng đối nghịch tại cái tên thôi. Tuần sau mình mới đi vô chi tiết ha. Thuận tùng thì phải là đối nghịch. Thuận theo rồi tùng là hỗ trợ đó. Trời, tại gia tùng phụ xuất giá tùng phu phu thử tùng tử đó. Đó, cái chữ tùng này là theo đó, là chữ mà tòng đó, giống như chữ tòng vậy đó. Giống như chữ tùng, tháp tùng đó, giống như chữ tháp tùng. Là đi theo. Rồi, bữa nay mình qua học cái phần 4 là các cái sự trợ đó. Anh quý vị đặt câu hỏi xong chưa? Tao không thấy ai lên tiếng hết á trời. Được chưa? Rồi. Rồi, mọi ở đây là một bạn béo đã đặt xong rồi. Nhưng ngại lên tiếng. Ok, tốt. Đặt cho nó quen ha, không thuần thục. Đụng vô vấn đề là có câu hỏi, đụng vào vấn đề là có câu hỏi chứ không phải là ngán ngẩm, đúng không? Giờ phải phải làm như vậy đó, một cách nó miên mật thường xuyên trường kỳ kháng chiến. Không phải vô học cái lớp rồi bắt đầu mới ráng nha. Ráng đặt một câu hỏi rồi xong thôi thì thôi tiêu rồi.
Ok. Ồ, bạn chơi bạn lấy cái câu tôi cho bạn làm kiểm tra, bạn hỏi tôi vậy bạn. Tôi nhớ đó nghe. Tôi nhớ đó nghe. Bây giờ sửa rồi tới đó rồi lòi tới cái bài kiểm tra đó rồi sao lộ đó, lộ cái gì chứ, cái này tôi nhớ dai lắm. Giờ mà sửa cái đó cái hết giờ nữa đó. Giờ muốn hết giờ không? Đấy, phải chia trường hợp á. Chứ đâu phải tự nhiên. Có nói gì đâu, chờ mọi người đặt xong đi đặng học chứ nói gì nữa giờ. Vẫn nghe mà đúng không? Ủa, bên thầy rớt á, bên con không có nhìn thấy màu đỏ hả? Thường rớt là nhìn thấy màu đỏ. Ồ vậy hả? Chuyện nào im gu là con cứ khiều khiều thầy coi thì chết chưa. Không thấy mà nằm bất động im gu là khiều khiều liền. Ụ nó nằm đây nè. Vậy. Chơi chết bài hả? Rồi đó, chơi chết bài đấy. Bạn béo tranh thủ. Bạn béo tranh thủ trong khi quý vị đặt câu hỏi bạn ấy chép bài, biết cái thân mình chẩu Liễu chuột. Chết chậm như rùa. Bên kia mà ai mà vậy thì cũng nên tranh thủ nghe. Ok Duyên. Ủa mà chứ quý vị đó, mình hay đặt câu hỏi đó, rồi có mình có lưu lại mấy câu hỏi mà mình hỏi thầy không? Hay mình hỏi chơi vậy thôi. Thầy trả lời không trả lời thì thôi. Dám lắm mà tôi không có hỏi, hồi đó tới giờ tôi đâu có hỏi chuyện này đâu. Dám lắm mà nghe. Chứ gì nữa. Người ta hỏi xong là phải để cho gió bay, không chấp giữ làm gì. Bầu trời mây trắng bay thầy không trả lời thì sao thì thôi, mình nhiều câu hỏi mà sợ gì.
Ừ trời, e câu nào xàm quá thôi, nghĩa là gì? nghĩa Nghĩa là gì? Nghĩa là đặt câu hỏi là lấy câu xàm là đặt nè. Lộ rồi em ơi. Hỏi mà thầy trả lại con từ là từ xàm á. Là biết là mấy câu đó nên bỏ ra khỏi list danh sách nha. Muốn xỉu vậy đó. Không lẽ thầy trả lời tự xàm thì nó làm cho người hỏi đó nát trái tim. Kỳ ơi, hỏi riết lên Kỳ ơi. Hỏi riết lên đang học nè Kỳ ơi. Câu giờ hoài Kỳ ơi. Hồi nãy là nó lấy laptop ra, bây giờ chắc nó đang mở lên đó. Rồi 30 phút sau nữa thấy nó ra luôn. Ủa đặt câu hỏi đầu giờ đó anh ủa cái gì vậy? Ừ gửi lên link á, mình gửi lên link xong rồi mình báo lên cho hay là con đã đặt xong rồi. Đúng không? Đặng mà tôi khỏi chờ. Chứ đi đâu mà tôi đi vô trong link tôi câu ấy chẳng nữa, đâu mà rảnh vậy, hiểu không? Ồ trời ơi. Dạ xong liền có nghĩa là chưa có rồi. Bữa nay mình nói gì cái sự trợ nè, vô rồi đó, vô khái niệm mà nó mệt rồi đó. Ừ. Là số 3, xong cái số 4, Ừ. xong cái số 5. Ừ. Có là hình như cái số 4 này thầy sai cái định dạng như vậy. Vậy hả? A còng thiếu A còng phải không? Ngoài này Nói vậy đi cho dễ sửa. Định dạng đồ mà không biết cái gì. Thiếu cái còng. Rồi. Ừ. không sao. Cảm ơn nha. Ừ. Ừ. Này tập dùng từ không à. Xài kính ngữ rồi không à. Rồi sự trợ. Ừ. Quá trình tương tác giữa hai pháp ở trong cái không gian pháp đó. Pháp giới là cái không gian pháp đó. Quá trình tương tác giữa hai pháp giống như hai cái tia lửa vậy, nó xẹt 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 với nhau vậy đó, mình hiểu gì đó ha. Gọi là câu yếu tri. À, cái quá trình tương tác giữa hai cái pháp ở trong pháp giới đó thì gọi là cái câu yếu tri. À, Panhawara. Panhawara. Ví dụ như là pháp thiện trợ pháp thiện bằng những cái duyên nào? À, pháp thiện trợ pháp thiện bằng những cái duyên nào? À, đây, cảm ơn. Nó bạn tốt cho mình lên liền 15 duyên à, trong trường hợp này. Ừ, tôi không có dám liệt kê vô. Vừa kê vô cái quý vị nhìn trời ơi, thấy ghê quá. À, trời ơi, thấy ghê quá. Nên thôi tôi được chỉ ghi, chỉ thôi ghi lướt qua đời nhau thôi. Không. Rồi, với mỗi duyên, nó trợ cho loại pháp nào? Ví dụ như nhân duyên á, nó trợ cho pháp thiện hay là pháp bất thiện hay là pháp vô ký à, thì mỗi duyên nó lại trợ cho pháp nào, nó ra như vậy đó. Ví dụ như nhân duyên á, thì có 7 câu yếu tri, nó xuất hiện trong 7 cái kiểu câu yếu tri à, thì có nhân duyên xuất hiện trong đó, như thế đó gọi là sự trợ hay là gọi là câu yếu tri, được không? Câu yếu tri rất là quan trọng nha, cái phần thiện bất thiện vô ký đó. Tức là pháp chia chia ba hay là mẫu đề, mẫu đề tam. Cái mẫu đề tam đầu tiên là chia pháp thành thiện bất thiện vô ký là rất quan trọng à, là rất quan trọng, tại vì cái phần đó là hầu như là nó chiếm một cái số lượng rất lớn các cái bài giảng, các cái chi phần của Đức Phật trình bày, tại vì thực sự là nó quan trọng mà, bởi vì mình là dính dáng tới nó không à.
giác với nó nhiều lắm. Cái đó là phải xem xét nó như là một cái sự trọng yếu. Thành thử ra là cần phải xét cái câu yếu tri á, đó một cái nghĩa lý hết sức quan trọng như vậy đó. À, cái gì ghi từ từ ha. Và đó mình tự bút và viết vậy đó, mình đánh dấu, đánh số, đánh chữ gì lên cho nó đậm đậm lên, để mình biết đường nha. Đây nữa hỏi em biết đường trả lời. À, câu yếu tri là quá trình mà tương tác với hai cái pháp đó, như là pháp thiện ha, làm duyên cho pháp thiện. Pháp ở đây là pháp hữu vi à, đâu có pháp ở đây là pháp chân đế không đó. Tất cả đều là pháp chân đế, nhưng mà chân đế hữu vi, tại vì chân đế nó chia hai, chân đế hữu vi và chân đế vô vi, à. Tại vì nếu mà không có nói chân đế đó, nói hữu vi không, nhiều khi pháp tục đế đó nó cũng là hữu vi nữa, ngày sau cái mình lộn, được chưa? Quá trình tương tác với hai pháp gọi là câu yếu tri, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó là trên màn hình đó con, trên màn hình đó thì chia sẻ màn hình đó, con có thấy không? Đây là mình hiểu cái mức cơ bản ban đầu, ăn nữa sau này mình đi vô sâu hơn dễ. Rồi, xong chưa? Đang mình tới sự đồng trợ theo câu yếu tri, gọi là tấu hợp. Sapaga là phân tích duyên theo câu yếu tri, gọi là tấu hợp. À, tới câu tới tấu hợp nha, xong cái câu yếu tri nha, được ha. Rồi, cái thứ năm là sự đồng trợ theo câu yếu tri ha, sự đồng trợ theo câu yếu tri gọi là tấu hợp. Trong trường hợp đem một duyên ra xem xét coi có bao nhiêu duyên có thể đi cùng với duyên đó, có bao nhiêu duyên ha. Đang ghi ok thôi, ghi xong đi, ghi xong đi cho hay. Đi xong A cộng 4 đi ha. Rồi ta xong cái cho hay đang hay qua A cộng 5. Chứ thôi đó, vừa nghe rồi vừa ghi nữa đó, cái xong tẩu quả nhập ma luôn. Như bạn béo tẩu quả nhập ma luôn, chứ nên bạn béo ghi trước. Và từ từ cái mình nhanh lên à. Đúng, phân tích duyên theo yếu tri hay là theo câu yếu tri thì nó cũng vậy đó. Câu thì là có cái câu vô, có cái câu vô, là cái câu là pháp thiện trở pháp thiện đó, những duyên nào pháp thiện trở pháp thiện, pháp bất thiện trở pháp bất thiện, pháp bất thiện trở pháp thiện và pháp vô ký vậy quá.
Rồi, xong A cộng 4 thì cho 2 ha quý vị, nào xong A cộng 4 thì cho 2. Rồi, hồi nãy chưa nghe thì giờ để tôi lặp lại. Có hết hay tôi? Ok, xong 4 rồi. Những quý vị khác. Ok ok. Ủa sếp có cái A cộng 4 mà lâu dữ ha. Rồi câu yếu tri ha, là quá trình tương tác giữa hai cái pháp. À, như là phát thiện với pháp thiện với bất thiện, với bất thiện với pháp du ký, nhân dân, giống kiểu như vậy đó, thì gọi là các cái câu yếu tri, thanh há qua rá. Thì trong cái trường hợp như là phát thiện, chẳng phát thiện đó, thì có những cái duyên nào, có những cái duyên nào, thì bà nói liệt kê ra, đó. Mà nãy Tết có gửi lên cho mình coi 15 cái duyên đó mà phép thiện trợ phát thiện đó, quý vị tưởng tượng được không? Bây giờ đó, ở trong cái không gian đi, cái có hai cái pháp, một cái pháp nó đang mới sinh ra và một cái pháp đó nó là nguyên nhân để sinh ra pháp đó. Thì lúc bây giờ hai cái pháp đó mình phải biết coi cái nó là thiện hay bất thiện, quý vị tưởng tượng ra được không? Rồi đó, khi mà quý vị biết được rồi, ồ thằng đằng sau này là thiện nè, thằng đằng trước là thiện nè. Rồi quý vị hỏi chứ những duyên nào nó hỗ trợ cho thằng thiện sanh thiện lên lên vậy vậy? Đó, có quý vị ra nhiêu? 15 duyên liền. Quý vị ra lũng 15 duyên liền. Hay nói một cách khác là giống như bài toán mà bài toán cái phép cộng của mình đó là A cộng B bằng C. Y như vậy đó. Hàm A là cái pháp nhân, C là pháp quả, B là pháp duyên. Thì bây giờ đó, người ta cho A là thiện, cho C là thiện. Người ta hỏi B là những duyên nào? Trả lời liền. Búp, 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 búp. À, hiểu chưa, hiểu chưa, hiểu chưa? Mặt đời quá vậy. Dễ mà. Hiểu rồi đúng không? Đó, vậy thôi đó, dẹt vậy thôi. Vô cùng dễ luôn. Cái con này nó chết quớt vậy ta. Con này nó để B là thiện hay cái gì vậy? Cái gì vậy ký? Cái gì vậy ký? Không, A là thiện, C là thiện, B là các duyên. Được không? B là các duyên. Được chưa? Rồi bây giờ đó, quý vị á, là suy nghĩ trong đầu mình nè. Bây giờ là quý vị đang nghĩ một cái chuyện xấu. Quý vị đang nghĩ một cái chuyện xấu. Vậy là nó thiện hay nó bất thiện? Đang nghĩ cái chuyện xấu. À, bất thiện, từ từ nữa. Đứa con này còn từ từ, chuyện xấu mà có tốt được hả? Từ từ nữa. Trời ơi. Lắc léo rồi. Đó. Vậy thì anh nghĩ trong đầu một cái chuyện xấu đó là bất thiện. Bây giờ mình muốn qua một chuyện tốt. Muốn qua một cái chuyện tốt. Như vậy là thằng A là bất thiện nè. Thằng C sẽ là thiện. Mình muốn C thiện. Vậy thì mình phải đi tra coi bao nhiêu duyên hỗ trợ để thằng bất thiện của mình thành thằng thiện. Ồ, thấy xịn chưa? Mình học mình mới biết chứ. Học mình mới biết nắm duyên cái một coi như là điện sòi luôn. Hiểu ứng dụng đó chưa? Cái gì đó. Rồi nay mà quý vị đang nghĩ trong đầu quý vị là một cái bất thiện. Cái quý vị hỏi, ủa? Cái nhân nào mà nó sinh ra cái bất thiện này của tôi? Tại sao mà tôi nghĩ trong đầu tôi cái bất thiện như vậy? Những cái nhân nào mà nó sinh ra cái bất thiện trong đầu của tôi? Tra liền. Tra liền như vậy thì cái nhân nó sanh lên vậy, thằng A đó bây giờ trong đầu mình đang nghĩ thằng bất thiện là thằng C rồi. Như vậy thì bắt đầu nó hai ẩn mình đâu biết đâu là thằng A với thằng B. Vậy bắt đầu mình phải đi lập ra trường hợp. Vậy thì trường hợp nếu như thằng A đó là cái pháp thiện thì bây giờ nó phải đi theo cái bộ duyên nào để nó ra trong đầu mình bây giờ là cái bất thiện như vậy. Rồi trường hợp thằng A đó là cái pháp bất thiện
nó đi kèm bộ duyên nào mà nó ra trong đầu mình là cái bất thiện như vậy. Của trường hợp thằng A đó là du ký, thì nó đi kèm cái bộ duyên nào mà nó sanh ra trong đầu của mình bất thiện như vậy. Trời ơi, tuyệt vời mê ly luôn. À, đã không? Học rồi mình biết hết luôn. Không có cái vụ thì bối thì biết gì chứ. Tự mình lừa hết trơn à. Ồ, nhớ gì? Nhờ học siêu lý. Mà đặc biệt là duyên hệ mới rộng đó mới được vậy đó. Chứ cái này đó, bình thường đi chùa đâu ai dám dạy đâu. Tại sao vậy? Tại sao đâu ai đi chùa nữa? Hả? Đi chùa đâu ai dám dạy, tại sao đâu ai đi chùa nữa? Cho nên đi chùa không có dạy đâu. À, phải tìm hiểu, phải học vô. Học này vô cái biết hết trơn à, biết mẹo hết luôn vậy đó. Lắc cái não hết hang. Không xỉu hả? Nên đó mình tranh thủ mình đó, khi mình còn điều kiện á mình muốn cố gắng mình học ha. Điều kiện gì biết không? Điều kiện tôi còn sống nè, tôi còn nói nổi á. Tôi còn nói nổi. Mà tôi hết nói nổi rồi thôi, rồi dẹp. Nói nổi thì có dấu trình sẵn rồi. Không phải dấu trình, dấu trình soạn sẵn đâu có. Có gì tài liệu tham khảo sẵn à, thì mình đi vô mình tham khảo, mình được chỉ hết rồi, từng chút một chút rồi mình hiểu cái cơ chế vận hành của nó rồi, tự mình á mình đi tìm tòi lại nó dễ, nó không phải khó khăn. Rồi bây giờ tới A cộng 5 à, đó chứ nhiều khi đó ủa sao nó được tới 1.000 con, 1.000 luôn vậy, tôi nhớ có 100 mà nó ra tới 1.000 hay vậy. Ngộ. Này nít nó khi test. Trời ơi, người xỉu luôn rồi kìa. Này ngồi học. Làm video trước đồ nữa. Làm như rảnh lắm. Tôi cũng mong tới ngày mà tôi rảnh vậy đó, không có gì chơi, tôi mở máy lên tôi ngồi với nó thôi. Ừ đúng rồi đó, mấy đứa duyên gia nó chết thì chết đi hả, không mà còn để lại chi vậy, học cho nó mệt à. Rồi cái sự trợ đó, nói không, cái sự trợ là coi như mình hiểu rồi ha, chứ mà hồi nãy đọc như vậy cũng tiếng Việt vậy đó mà không gì không nói thêm vô cái là cái không hiểu, cái mà nói thêm vô vậy đó cái hiểu ngộ rồi, nó ngộ. Rồi vậy là cái sự trợ xong rồi, mà nhớ cái à, nhớ đi nữa mới chịu tôi hỏi nha, tôi hỏi là phải trả lời được á, mấy cái nãy tôi mới vừa giảng rồi là không có cho ghi bài, nhưng hỏi là hỏi mấy cái đó không đó. Cái bụng coi có cái gì đó, nhưng có ma sói vô đây nữa nè. Rồi bây giờ đó là cái sự trợ xong rồi, tới sự đồng trợ. Sự đồng trợ theo câu yếu tri hay là theo yếu tri đó ha, thì đó mình gọi là tấu hợp. Rồi bây giờ ghi tấu hợp đi rồi giảng ha, mình phải ghi tấu hợp đi rồi giảng, chứ để hồi tôi giảng xong buông ra tôi cũng phải giảng lại nữa. Hay ghi xong tấu hợp rồi thì cho hay, hồi nãy có tót ghi rồi nè, có béo ghi rồi nè, kéo dời qua bên là năng duyên, sở duyên, địch duyên luôn rồi. Ồ, năm gọi luôn hả? Ồ, này lén lén ghi trước nè, được. Chép gọi là cũng rồi. Ừ, béo chép gọi là coi như thiên hạ ta cũng rồi. Rồi, sự đồng trợ theo câu yếu tri, gọi là tấu hợp. Nãy giờ nhắc đi nhắc lại không biết mấy chục lần nữa, mà không biết có ai nhớ không nữa đó. Tôi hiểu không nữa. Nó khổ tâm vậy đó. Ờ, trong trường hợp đem một duyên ha, vậy hả, chưa ghi hả, thôi ghi đi con, ghi đi ha, tội nghiệp. Rồi ghi xong đi rồi, các bạn xác đọc trước đi, mình ghi rồi đó, mình đọc đi đọc lại coi mình viết cái gì vậy, không mình viết đó mình hiểu không.
không hiểu gì hết. Viết không hiểu gì hết, không xỉu không. Chờ bé nó viết xong cái A cộng 5 ha. Cái thầy giảng, các bạn cứ viết A cộng 6 trước đi. Ok, nhanh nhẹn. Nhẹ nhàng nhưng không có chậm chạp. Tốt. Tôi quên kỳ nữa, tới tôi giảng xong rồi buông ra nó quay lại nó hỏi tôi cũng vậy à. Nó nói thôi trời cạn kỳ đi, cạn kỳ nó lên xong rồi cái tôi giảng. Rồi chép cho xong không có chép gian dối thiếu chữ người ta rồi học thì sai bét rồi tẩu quả nhập ma nghe. Ôi ghê chưa, chép sáu luôn rồi. Chắc không biết đủ không nữa. Bữa nào đem tập qua tôi kiểm nha. Rồi bây giờ sự đồng trợ à, theo câu yếu tri thì gọi là tấu hợp. Ở trong hợp đem một duyên ra xem xét coi có bao nhiêu duyên có thể cùng với cái duyên đó xuất hiện à, bao nhiêu duyên có thể cùng với cái duyên đó xuất hiện thì gọi là tấu hợp, được không à, ứng với mỗi câu yếu tri thì có bao nhiêu duyên theo trợ cho cái duyên đó. Cái duyên gốc là cái duyên đem ra xem xét à, như vậy đó thì gọi là tấu hợp, là phân tích duyên theo yếu tri hay phân tích duyên theo câu yếu tri đó. Ví dụ như tấu hợp của nhân duyên thì có 11 duyên nó tấu hợp theo nhân duyên. Đó là mình tính tổng luôn á. Tính tổng là sao? Là nhân duyên thì nó có 7 câu yếu tri. Nhân duyên nó có 7 câu yếu tri hồi nãy ở trên á. Nãy ở trên đó mình nói là mình xét cái phần sự trợ là xét theo câu yếu tri là mình nhìn cái gì? Nhìn hai cái cột, hai cái cột pháp, được không? Hồi nãy ở trên cái sự trợ là mình nhìn hai cái cột pháp à, nó là pháp thiện pháp bất thiện, hay pháp thiện pháp vô ký, pháp thiện pháp bất thiện, pháp bất thiện vô ký gì đó, vân vân, là nhìn hai cái cột. Bây giờ xuống dưới này tấu hợp là mình nhìn cái duyên, tức là trong cái công thức A cộng B bằng C đó, hồi nãy là mình nhìn cái thằng A thằng C, bây giờ là mình nhìn thằng B. Bây giờ mình nhìn thằng B và thằng A, thằng C đi theo thằng B. Được không? Được không? Hiểu không? Lúc này đó thằng A, thằng C đi theo thằng B. Vậy thì lấy thằng B làm cái chuẩn để mình nhìn. Thì bây giờ nếu như bây giờ tôi lấy nhân duyên ra để tôi nhìn đi. Lấy nhân duyên ra tôi nhìn. Thì nếu như xét theo câu yếu tri ở trên á, thì nhân duyên nó xuất hiện trong 7 câu yếu tri. Được không? Nhân duyên nó xuất hiện trong 7 câu yếu tri. À, mà vậy thì trong 7 cái câu yếu tri đó đó, ha, bắt đầu vô từng câu yếu tri một. À, bắt đầu nghe, đầu tiên là mình nhìn nhân duyên trước nha, nhớ theo kịp nha, mình nhìn nhân duyên trước. Nhân duyên nó xuất hiện trong 7 câu yếu tri. Đó, thật ra này à. Và thí dụ đó là nhìn nhân duyên trước, nhìn nhân duyên nè. Bắt đầu xét tới là nó xuất hiện trong 7 câu yếu tri nè. Câu yếu tri nè. Rồi sau đó nè, mỗi câu yếu tri nó xuất hiện thì có những viên khác xuất hiện. Có những viên khác xuất hiện. Thấy không? Hiểu không? Hiểu 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 tới đây chưa? Thế đó, mà khi mà trong một cái câu yếu tri mà trong đó có nhân duyên thì cũng có mấy cái duyên kia, cũng có mấy cái duyên kia chứ đâu phải chỉ có nhân duyên không, đồng ý không? Đồng ý không? Như vậy à, như vậy cộng hết các duyên à, xuất hiện cùng nhân duyên trong 7 câu yếu tri lại thề ra
tổng số viên đấu hợp cùng nhân viên. Đó, vậy thôi đó. Im hết rồi. Hiểu không? Hiểu không? Ờ, số 11 hả? Không cần biết nó là 11, là 13, 14, 15 gì đâu. Cái đó kể tía nó đi nữa, mình học vô mình biết. Thấy không? Nhưng mà đó, cái quy trình để ra số 11 là làm vậy á. Quy trình để ra số 11 là làm vậy á. Thích thì mình ghi vô đây luôn nè. Tổng số viên tấu hợp cùng nhân viên là 11 đó. Mình phải đi theo cái quy trình này và mình hiểu tại sao nó lòi ra con số 11 đó. 11 đó là do người ta cộng trừ nhân chia như thế nào mà có. Được chưa? À, lúc bây giờ thì mình hiểu tấu hợp là cái gì. Mà ai mà lỡ ghi không enter xuống được thì mình ghi dưới đích cho cũng được nha. Ai hiểu không? Cho một cái tín hiệu đi. Ừ, ok. Này là ký học lại rồi nè, này ký quen rồi. Này quần bên kia cũng dữ lắm rồi. Thì đó, này hiểu rồi đó, qua tí sau hỏi là không hiểu gì hết. Muốn xỉu vậy đó. Cái ABC này là không phải cái ABC hồi nãy ở trên nghe. Đừng lộn nghe. Không. Không kịp không? Đây là quý vị muốn cần thực hành không? Thì tôi cho quý vị đè đè dấu trình ra đó, ở mời mời bên kia đó để mà đi điếm duyên rồi cái cộng lại, thấy nó ra 11 à. Ok cô Đào, ok. Ừ. Giờ thì kịp. Ủa vậy là hồi lần trước học không kịp hả Duyên? Để nó học tới lần này mới nhỉ, mới hiểu là nó là gì nghe. Trời, muốn xỉu. Hiểu hết chưa? Ai không hiểu không? Đấy. Ừ. Ừ. Không có đời đâu con, đừng có mơ. Cái đời của con là cái đết gì mà mình phải ví dụ. Bây giờ là mình vô là góc độ toàn siêu thế không là đề đời. Đó. Đời là xưa rồi diễm. À, giống như giờ nó đang học tích phân nghe, nó thầy để ví dụ sao mà cho có tình yêu con chồng đi, thôi dẹp đi con, không có đâu. Cho nên thành ra đó mình hiểu là không hiểu thôi, chứ không có vụ mà nó phải đi theo mình đâu, à, mình phải đi theo nó. À, mình học mấy cái gì mà nó đơn giản dễ hiểu đó, mì ăn liền đồ đó thì thôi mấy cái này mình dẹp luôn đi, khỏi học nữa. Không, cái gì đó khó mà nó đâu có dễ. Đâu phải đơn giản như vậy là mình học mấy cái kỹ năng đồ tào lao binh đâu. Nên là phải nâng tầm tri thức của mình lên đi mới có thể học nổi.
Vì mình học xong là thấy mình khác liền, hiểu biết của mình nó khác liền, nhìn nhận vấn đề của mình nó khác liền, tầng tầng lớp lớp liền, chứ không phải diễn ngay trước mắt là lộ lộ vậy đấy. Rồi bây giờ hiểu tổ hợp nha. Hiểu tổ hợp rồi tôi xuống cấu trúc của viên nè. Rồi cấu trúc của viên. Rồi ai chưa chép thì chép cho xong. Alo, mình rớt, mình mới vô đó các bạn.
Các bạn có nghe rõ mình nói không? Alo. Ok. Mới rớt. Không, mới rớt cái rột luôn, cái rụp luôn. Thông cảm. Rồi, các bạn chép xong hết chưa? Bây giờ tới cái sáo nghe. Cái sáo đó, cấu trúc của một cái duyên. Một cái duyên á, ví dụ như nhân duyên đi chẳng hạn đó không? Thì á, nó gồm có 3 phần. Duyên nào á, nó cũng có 3 phần hết. À, ok, chờ chia sẻ màn hình. Chứ nó ngu quá à, nó không biết mình vô y hệt cũ là nó phải chia sẻ tự động đi. Nó cũng bắt mình chia sẻ này nữa. Mấy cái máy móc này nó ngu bà cố luôn vậy đó. Ừ, cũng đúng ha. Em hơi giống như mấy ông bà đi đi tập giảng nè, ông bà đi bên giảng sư tập sự nè, xe lố luôn màn hình nè, nông cho xài nữa, nỉ. Cấu trúc của một duyên á, ví dụ như nhân duyên vậy đó, nó có 3 phần: năng duyên, sở duyên và địch duyên, à, hay là phi sở duyên cũng được nữa. Thường nó cũng nói phi sở duyên nữa. Địch duyên cách gọi của sự sáng duyên, trường phái sáng duyên gọi là địch duyên, trường phái khác thì gọi là phi sở duyên. Ờ, trong mỗi một cái duyên như vậy được phân ra 3 nhóm như thế, thì 3 nhóm đó đó là gì vậy? Ha, là các pháp chân đế, là các pháp chân đế. À, nghĩa là làm sao? Năng duyên tức là cái nhân, sở duyên tức là cái quả, được không? Năng duyên chính là cái nhân, sở duyên chính là cái quả. Tức là mình biết đặc tính của duyên là gì nè, nó hỗ trợ để nhân thành 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 quỷ hả? Ừ, nhân thành quả, thấy không? Đặc tính của duyên á là nó hỗ trợ cho nhân thành quả. Vậy thì nhân duyên thì nó hỗ trợ cho những thằng nào thành quả gì? Có chứ, hiểu không? Thí dụ như bây giờ đó, tôi nói gì, biết cái đạm lân kali không? Ừ, biết đi nghe, ai không biết thì làm bộ biết đi. À, thì nó vậy đó, hiểu không? Ha, đây hỏi này, ủa im nữa hả? Ủa im nữa hả? Ủa chưa mà, chưa mà, chưa mà. À, nó mới có 2 vạch ha. Ừ. Hả, mới chết lâm sàng. Ờ, ví dụ như đạm lân kali đi, cây sồi nó đang trái thì mình nó nên bón đạm hay bón lân hay bón kali? Thì đạm lân kali đó chính là duyên á, cái nhân của nó là cây sồi đang trái đó, cái quả của nó là cho là sồi rụng hay là cái trái sồi nó chín chín mọng, hay trái sồi nó rụng, hay trái sồi nó thúi, hay trái sồi nó úng, kịp không? Cái năng duyên đó, cái năng duyên là cái nhân, được chưa? Đó, nhân nè, n đó. Ờ, cái nhân ha, cộng với à, cái duyên chủ đó là cái chữ b đi, à, cho ra đó cái quả là cái sở duyên đó. Cái gì kịp không? Mà cái trường hợp này đó thì á, là đó đặc trưng của duyên, đặc trưng của duyên p, đặc trưng của cái duyên p. Cái duyên p đó đó ha, là nó có năng duyên, có sở duyên của nó, được chưa? Nó có năng duyên của nó, có sở duyên của nó, tức là nó chỉ có thể trợ được ở những cái nhân đó đã thành những cái quả như vậy thôi đó. Chứ mà qua cái khác là chợ không được. Ví dụ như đó bỏ kali vô được nha, mà đó mà bỏ cái qua vô cái khác vô đó là cái cây đó không chịu được, cái nhân đó nó không phù hợp. Cái gì hiểu không? Cái gì hiểu không? À, giống như ở đây nhân duyên nè, ví dụ như nhân duyên đó thì á, năng duyên của nó là gì? Năng duyên của nó là sáu nhân. Sáu nhân à, sáu nhân là gì ạ? Đó, tới 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 vô mà năng duyên, sở duyên, địch duyên này là tôi mệt nữa, tôi mệt nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì quý vị chưa học bên siêu lý á, là qua đây học là coi như là tôi chết liền. Tại vì á, năng duyên, sở duyên, địch duyên này là nó tính trên cái gì? Nó tính trên các pháp siêu lý, đó là tâm, tâm sở, niết bàn, các pháp, được không? Dĩ nhiên bỏ niết bàn cái rồi, còn tâm, tâm sở, các pháp.
nghĩa là phải nắm ba cái đó, phải nắm được tâm tâm sở sắc pháp. Thì bây giờ qua bên đây mình mới biết, ồ he, đúng rồi nè, 103 tâm hữu nhân, tâm gì vậy? Chết liền rồi, thôi chết luôn rồi, tiêu rồi. Cái gì kịp không? Giống như là kỹ sư học, kỹ sư nông nghiệp vậy, nhìn cái cây không biết cây này là cây gì. Rồi làm sao được? Làm sao được? Bây giờ đó là bây giờ là quý vị học duyên, tức là một học giả uyên thâm về Bát Ná. Mà người ta hỏi bây giờ đó sáu nhân là gì không biết. Chịu nổi không? Tại vì tôi học Bát Thanh Á thôi, tôi không có học siêu lý. Cho nên thành ra tôi không biết sáu nhân đó là cái gì. Thì không được. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cái ý mà nó hết sức là nhỏ nhẹ và nó thơ mộng bỏ vô đây luôn, nó là cái gì biết không? Mình học cái môn này mình nhớ đi học môn siêu lý vậy. Nãy giờ mày hiểu đâu, nó vòng vòng mày hiểu. Mình phải nói mà lộ liễu ra vậy là tao mới hiểu. Chứ bên đây tôi đâu có ngồi tôi dạy lại sáu nhân là gì, rồi 103 tâm hữu nhân là gì, rồi 52 tâm sở là gì, sắc nghiệp tiếp tục là gì, sắc tâm bình nhật là gì. Trời ơi trời, sao mà dạy nổi vô trong đây nữa. Nó nằm bên cái môn kia, hiểu không? Môn nào cố học. Thì rồi đâu có gì mới thấy đó. Cái tai hại của chuyện đó là không học bài rồi vô đây rồi sao làm. Rồi vô đây rồi sao quý vị lấy Bát Thanh Á được, hiểu không? Không lấy Bát Thanh Á và Thanh Niết gì được hết trơn á, rồi nó chưa đâu. Này là mới lướt qua thôi đó. Nói trước đi, ai sợ nè, nghĩ trước đi. Nó mình không phải học thuộc. Ví dụ bây giờ tôi kêu đó là năng duyên của nhân duyên là gì? Không biết. Đuổi. Tại vì mình học 24 duyên mà hỏi năng duyên, sở duyên không biết rồi làm sao mà lấy duyên được. Nên phải thuộc. Phải thuộc mà dĩ nhiên chưa tới đâu ha, cái đó còn xa. Thì mình câu đó thí dụ như gần tới đó mà ngày mơ mà học tới cái bài đó rồi thôi nay nghỉ đi ha, mình mình nhiêu đó được rồi. Chứ bây giờ học mà mình không thuộc cái quần gì hết trơn rồi sao làm bài được, không thuộc gì hết. Giống như đi nay học đó lớp 12 rồi đó, học lớp 12 rồi hỏi hàng thức không biết, hàng thức không biết rồi sao làm tiếp phần, để thôi dẹp luôn vậy đó. Cho nên nó là quý vị phải thuộc nó mới làm được nha. Nên là báo trước cho biết, để chuẩn bị cái tinh thần, cái lòng, cái dạ, cái tâm, cái khảm mà chứa đựng, mà học hỏi từ bây giờ. Ra mấy cái này nói mà nó gọi là nó khó đến độ mình không thể học thì không phải. Hồi xưa người ta học được mà, giờ thì mình học được thôi. Nhưng mà nó nhiều không nhiều, phức tạp không phức tạp. Nó vậy đó, mình cố gắng mình thuộc, học thuộc. Dẹp luôn, khỏi làm gì hết à. Được ha, nó là năng duyên sở, sở duyên. À nữa đó, mà quý vị nhớ cái dấu Bát Thanh Á không? À, cái dấu Bát Thanh Á đó, mà quánh cái lụm cái công thức bỏ lên cái nẹt tót. Trời ơi, có cái công thức đẹp rồi. Ơi, hổm lụm vô rồi, thiết kế nguyên cái video hướng dẫn dùng Bát Thanh Á luôn đó. Nhớ lụm ở đâu đó, bỏ vô đâu để cho anh ta nữa, ta coi ta biết đường làm nha. Chờ cái công thức Bát Thanh Á lên nè, để nữa tôi chỉ đó. Sau này cái bắt đầu quý vị thấy có cận nữa. Nó bắt đầu có cận nữa. Có cận, cái cận nó là cái gì? Năng duyên sở duyên. Nó là năng duyên sở duyên nữa. Chưa có bỏ vô, bỏ vô nhiều quá nhìn ngán. À không, nhìn nó ngán. Đi từ dưới lên trên, nó thấy cái dấu Bát Thanh Á không? Đi từ dưới lên trên nó. Đó, ở dưới này là gì? Ở dưới là năng duyên. Ở trên là gì? Sở duyên. Một cái phát thú đi từ năng duyên này lên sở duyên kia. Nhìn qua bên kia, hê tú bất cha giá, biết cái nhân duyên. Hỏi cái năng duyên là gì? Phải đọc ra liền. Hỏi sở duyên là gì? Đọc ra liền. Đó, phải như vậy đó. Phải... vậy nó mới super gồ được. Đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Có hiểu hiểu mô tả không? Ngơ ngác giáo giác cánh chim bay. Nó đã vô hết rồi, toán không mà. Ờ. Đổi cận nữa ha, rồi cái lâu lâu mình đổi cận nữa. Đặc biệt vậy lắm, rồi đặt ấn phụ đồ, rồi từng phần đồ nữa. Cái đưa vô chương trình 12 học. Để mấy đứa nào mà nó học toán rồi đó là thoải mái lắm. Đó, 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 cái còn lại đó đó. Cái còn lại đó đó. Cái ký hiệu Bát Thanh Á. Thấy cái chữ P nó không?
cái B thêm cái đầu người ta u ra thấy không? À, cái đó cái chữ B đó thì ký tắt cái chữ Batana đó. Ký hiệu âm nhạc. Ờ, giống ký hiệu âm nhạc quá ha. Không có âm nhạc nào ký hiệu được vậy chứ. Tôi ngồi tôi vẽ mà sao ký hiệu đâu được. Vẽ. Ờ, chứ đâu ra. À, từ từ vô cái mình học đó, cái mình đưa vô công thức hết luôn vậy đó. Học công thức cho nó khỏe. Nhiều khi mình học nguyên một câu, một cái đoạn cái đó, trời ơi, nó mệt xỉu luôn vậy đó. Bắt đầu mình, người ta hỏi cái bao mình ngồi mình giải thích cái thôi, cái mệt, ghi công thức ra, ai hiểu thôi. Dân toán là người ta học vậy không đó. Nhanh, chứ hỏi thức đâu đó, mà ngồi đó mà giảng ra rồi ghi một nồi cái trời ơi, rồi người hiểu câu này, người hiểu chữ kia, lộn sự ngầu hết trơn vậy đó. Ghi công thức ra vậy thôi. Cho nên phải tăng cường trả bài để hiểu. Phải tăng cường trả bài mới được. Mà từ từ, chưa đâu, cái đó là tôi chỉ mô tả cho quý vị thấy một cái diễn cảnh xa xôi mà những học giả uyên thâm bách thanh á ta làm việc như thế nào ha. Còn giờ chưa, giờ phải sao, giờ phải nạp vô. Giờ phải nạp vô thế chứ mới biết được. Chứ giờ chưa nạp gì hết trơn vô, dữ liệu nó rỗng không làm sao mà làm được. Nữa mới chiều tốt nè, làm cái máy tính. Không, cái máy tính bách thanh á. Hỏi xịn chưa? Người ta cái máy tính Casio là xưa rồi. Thấy không? Máy tính Casio là xưa rồi. Cái đó chỉ tính số thôi, đâu tính duyên được đâu. Ai mà chịu tết làm cái máy tính duyên luôn. Cái bán thị trường, trời ơi. Tuyệt vời luôn, tại người ta đâu biết tính duyên. Không, đứa nào muốn có chồng, có vợ, mua con máy về tính duyên. Cười. Cười. Quên tốt nó lập trình được mà. Nó lập trình được, nó nhập vô. Đó, đời tính được hết. Trời ơi, tính được hết. Nhập vô vốn. Ở Bách Thanh Á 580 e ớt đàng hoàng. Sai nghiệp quật. Thầy ai kêu làm sai, ta học đúng thôi. Ta học đúng rồi phải làm đúng chứ, sao làm sai được không? Đó, mà trước tiên mình làm phần mềm trên Android trước con. Làm phần mềm Android trước, đảm bảo luôn nguyên học viên lớp nãy mua về hết trơn luôn. Đầu tiên mình cho xài free, tải về rồi cho nhập vô. Bây giờ mình nhập vô cái cận dưới nè. Mình nhập cái cận dưới vô là cái sở viên chứ gì. Cái cận dưới là cái năng viên chứ gì. Cái cận dưới mình nhập vô ví dụ như C. Đó, mình nhập vô C. Vậy là cái cận dưới rồi. Bây giờ mình muốn cái cận trên là gì? Mình muốn cái cận trên là gì? Ví dụ như cận trên nó ra như là sắc nghiệp tế tục đi, sắc nghiệp tục xanh đó. Mình nhập cận trên sang nghiệp tục xanh. Ồ, cận dưới là si mà ở trên là nghiệp tục xanh, vậy là duyên gì? Vậy là duyên gì? Cái nó sổ nguyên cái duyên ra chỗ quỳ. Trời ơi. Tuyệt vời ha. Đó, phần mềm ta làm được hết à. Làm được. Cho nên là đâu phải là không làm được đâu, mà phải nắm, còn phải nắm hết được nó con mới làm được. Không biết gì hết rồi làm cái gì. Đó, cho nên một diễn cảnh rất là chi là tuyệt vời, mà cho ai mà học dốt duyên đó là tải về người ta là vô sang cana hết trơn luôn à, tải về là vô hết trơn luôn. Thì con gán con đeo con học đi, chị con gán đeo con học đi chứ sao giờ. Ngược lại tươi sáng, trời ơi, sau này 400 năm sau người ta mang ơn con biết nhiêu luôn, nhờ cái phần mềm của con tạo ra biết bao nhiêu hàng học giả phát thú luôn đó, khắp nơi trên thế giới. Bởi vậy cố gắng học nghe, mô tả để cho quý vị hiểu nó vận dụng thì nó làm ra làm sao. Tổ phần mềm phát thú. mấy người khác rồi ngồi lót dép đó rồi hóng nha. Rồi khỏi biết cái gì hết nha. Mấy cái này nó thảo em lắm, đâu phải dễ đâu. Vì thấy đó là mấy cái này nó khó học, khó vô, khó bàn, khó hiểu. Bởi vì nãy giờ đâu dám đi nữa đâu, ra ngoài nói chuyện không á, thấy không? Thì mình đi tiếp nữa, cái nó quắn não đó. Mới vô cái hiệp lực, nó mệt dữ lắm. Cho nên thành ra đó, nó bày ngoài vậy đó. Vô nó khó lắm, biết ai đeo đuổi được. Thấy vậy thôi chứ ngày này năm sau biết nhìn vô gum này còn mấy gương mặt này không. Cái ngày này mở vô lên gum lên cái nhìn con ơn tôi chồng. Trời ơi, bơ vơ lạc lõng với dòng đời hiu quạnh. Chứ phải giỡn đâu, đâu phải học nó dễ.
giờ nhiều cái sự cản trở khó khăn lắm, cho nên ai mà được học rồi đó, mình cố gắng ha, mình cố gắng. Con từ 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 từ, vậy là hiểu rồi đó, năng duyên địch duyên rồi, rồi năng duyên sở duyên rồi đó nghe. Vậy là mình rõ rồi đó, một cái duyên gì có năng vậy đó, có sở vậy đó, mà cái gì mà ngoài ra cái năng sở đó gọi là cái địch duyên, được không? Được cái địch chưa? Tôi thấy cái chữ địch duyên này nó có cái dụng ý sư phạm, cho nên thành thử ra tôi dùng vô đây cho nó dễ nhớ, cái nói phi sở duyên vậy hoài không ai nhớ hết trơn á, mà hễ từ khi có chữ địch vô cái là người ta nhớ à. Nó ngộ đời vậy đó. Cho nên thành ra thôi tôi đành đoạn tôi bỏ cái chữ phi sở duyên hết sức hay ho của tôi vậy đó, mà bao nhiêu người người ta sử dụng đó mà thấy sáng nhiên nó dùng cái từ địch hay quá, thôi đem địch vô đây luôn, cái là coi như là nó nhớ liền vậy đó, ngộ đời. Nên trong sư phạm nghiệp vụ mà phải chịu vậy đó, nên quý vị buông ra cái hôm nay cái chỉ nhớ gì, nhớ địch duyên không, nhớ địch duyên không, năng duyên sở duyên chứ quên tiêu rồi. À, trong tất cả các pháp siêu 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 lý đó, hay là các pháp chân đế đó, là tâm tâm sở với sắc pháp, được chưa? À, thì gộp hết tất cả tụi nó lại ra cái không gian pháp chân đế đó, lúc bấy giờ đó cái năng duyên nằm ở dưới, sở duyên nằm trên, hay là năng duyên là nhân, sở duyên là quả, còn lại mấy thằng mà nó không có phải là sở duyên, tức là nó phi sở duyên. À, sở duyên là gì ạ? Sở duyên là gì ạ? Họ giảng đã rồi đó, nãy giờ vui say luôn, quay lại hỏi không biết. Muốn xỉu chưa? Pháp quả, đúng rồi, là pháp quả. Sở duyên là pháp quả, rồi năng duyên là pháp pháp nhân, được chưa? Pháp làm thành nhân, sở duyên là pháp làm thành quả. Đó. Vậy thì địch duyên là pháp phi phi sở tức là gì? Không phải là pháp, sở là pháp gì? Đó thôi là không phải là pháp pháp nhân. Sở là gì? Sở duyên là gì? Là pháp nhân. Rồi năng là gì? Hay lão này. Ừ, cho đi ăn củ năng luôn bây giờ. Năng duyên là gì? Năng duyên là pháp nhân, Nhân, sở duyên. là pháp quả, Phi sở duyên. thì không phải là pháp nhân. Nữ cái con béo này. Lầm lại. Năng duyên là gì? Nhân Sở duyên là gì? quả Phi sở duyên là gì? có phải các quả Trời đất ơi là trời, cái con này nó chậm á. nhầm Phi sở duyên tức là không phải quả. Không phải quả, vậy là bỏ cái quả ra thì còn lại tất cả những cái pháp khác, cho nên nhiều khi địch duyên nó cũng có thể có xuất hiện cái năng diễn cảnh nữa, cái đó mình học sao ha, sau này mình học vô từng duyên một rồi đó, mình phải thuộc à một năng duyên sở duyên địch duyên của nó hết. Cái đó thôi từ từ, giờ cho mình biết sơ qua vậy thôi được rồi đó. Niết bàn hả con? Niết bàn á đâu có nằm trong duyên đâu. Niết bàn á là pháp vô vi, hiểu không? Mà pháp vô vi thì không có duyên trợ, được chưa? Không có duyên trợ, thành ra nó không có năng duyên. À, niết bàn không có năng duyên. Niết bàn á chỉ có sở duyên thôi, sở duyên niết bàn không có năng duyên. Vậy đó. Từ từ cái bắt đầu mình vô mình học hết luôn mọi thứ. Rồi, ổn chưa? Ổn thì cấu trúc của duyên là năng duyên, sở duyên, địch duyên chưa? Rồi cái sự mà đồng trợ theo năng duyên và sở duyên thì gọi là hiệp lực. À, dài lắm. À, dài lắm, cho nên là thành ra là chắc học nay không kịp đâu. Giờ chỗ ghi thôi. Ghi cho hết cái phần hiệp lực đi. Rồi hôm sau đó mình trả bài. Rồi trả bài mà mình nhắm mà thuộc bài rồi cái mình học hiệp lực. Bây giờ hiệp lực á là nó dựa vào năng duyên, sở duyên, địch duyên nãy để mà nó hiệp lực.
Vì thấy cái đề sẵn rồi đó, thấy không? Đề dưới đó, đề phân biệt tấu hợp và hiệp lực của nhân viên đó, bữa sau đó. Bữa sau đó là kiểm tra cái câu đó đó. Để bị lút lên hay bị lộ đề. Lộ đề rồi đó nghe, mà bữa sau mình làm bài không được thì quánh đòn nghe. Đó, cái đề lộ luôn rồi mà còn không được nữa. Không thuộc cái kiến học. Rồi chép cho xong cái A cộng 7 đi rồi nghỉ. Kiều giấu đề lại đi. Ê lộ đề kìa, che nó đi, che nó đi, tôi không có nhìn đâu. Muốn xỉu. Tại vì đó mình ui không biết đề không làm được là bình thường thôi, không có lỗi quá. Muốn xỉu rồi đó. Nên học viên nó vui lắm. Nhưng nó vui lắm. Nên ai có ý định làm phần mềm phát thú thì suy nghĩ từ từ đi nghe. Rồi học tới đâu tôi chỉ tới đó rồi làm từ từ. Để đời đó. Báu du lượng. Thì map siêu lý nữa. Rồi thôi bye bye chưa quý vị, ai chép xong rồi nghỉ đi. Rồi bye bye.